Ngày 4 tháng 9, Công an huyện Vị Xuyên đã triệu tập hai thanh niên 15 tuổi cùng ở xã Đạo Đức lên làm việc về hành vi chặt biển số xe máy của người đi đường. Trước đó, Công an huyện Vị Xuyên nhận được tin báo tố giác tội phạm vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2024 tại km 9 quốc lộ 2 đường Hà Giang Tuyên Quang thuộc địa bàn thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, có hai đối tượng đi xe máy mang theo hung khí đã chặn xe máy của người đi đường, sau đó dùng dao chém đứt phần nhựa ở đuôi xe có gắn biển kiểm soát. Sau khi người bị hại đến cơ quan công an trình báo sự việc, Công an huyện Vị Xuyên đã huy động lực lượng tập trung điều tra, phát hiện hai đối tượng được xác định là Đinh Tuấn Hoàng và Lý Trường Giang cùng sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú tại thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức đã gây ra vụ việc trên. Khai nhận với cơ quan chức năng, hai đối tượng cho biết mục đích của việc chặt đứt biển số xe máy nhằm khoe chiến tích trên mạng xã hội. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Qua vụ việc trên cho thấy, các đối tượng còn rất trẻ, học theo xu hướng trên mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cơ quan công an huyện Vị Xuyên đề nghị các gia đình, nhà trường làm tốt công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ con em học sinh. Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường quản lý, răn đe và ngăn chặn, không để thanh thiếu niên tập trung đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.